Hội Giáo sư Đà Nẵng xin gửi đến quý phụ huynh và các bạn thí sinh 2K3 video Nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển vì không có giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Phương án xử lý của các trường đại học là gì? Thí sinh cần phải làm gì để không bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển? Hiện nay, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 Không ít thí sinh chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xác nhận nhập học Điều này khiến thí sinh đứng trước nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố kết quả xét tuyển theo các phương thức học bạ trung học phổ thông, kết quả đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số phương thức khác. Hạn chót nhiều trường đưa ra để thí sinh xác nhận nhập học, trong đó có việc nộp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8. Nguy cơ bị xóa tên TNS, học sinh trường trung học phổ thông chợ gạo Tiền Giang Trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào trường Đại học Tài chính Marketing. Theo quy định xác nhận nhập học của trường, thí sinh gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 về trường qua đường bưu điện trước 17 giờ ngày 10 tháng 8. Thí sinh không thực hiện việc xác nhận nhập học trong thời gian nêu trên xem như từ chối nhập học. S cho biết vì thực hiện giãn cách xã hội nên không thể đến trường nhận hồ sơ học sinh cũng như giấy chứng nhận kết quả thi. Như vậy có thể sẽ không kịp xác nhận nhập học, bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Ông Nguyễn Phúc Viễn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chợ gạo cho biết, trường đã nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng như giấy chứng nhận kết quả thi của học sinh vào ngày 4 tháng 8. Học sinh không thể đến trường lấy được vì tỉnh thực hiện giãn cách xã hội đến giữa tháng 8. Trường đang tính phương án kết hợp với bưu điện để gửi giấy chứng nhận tận nhà cho học sinh để các em kịp thời xác nhận nhập học. Những em nào cần gấp thì trường sẽ gửi trước hoặc có thể hẹn tại các chốt kiểm soát để giáo viên giao tận tay những học sinh chưa cần gấp có thể chờ qua giữa tháng 8 bởi hiện nay lịch xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được điều chỉnh trễ hơn. Một số học sinh trường trung học phổ thông Đức Trọng Lâm Đồng cũng đang ngồi trên đống lửa vì chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một học sinh cho biết mình trúng tuyển theo phương thức điểm đánh giá năng lực nhưng khu vực đang thực hiện chỉ thị 16 nên không đi lấy được giấy chứng nhận kết quả cũng không đến được ngân hàng để chuyển tiền nên không thể thực hiện xác nhận nhập học theo quy định của trường. Ông Hoàng Văn Bắc, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đức Trọng cho biết, học sinh của trường chỉ có một số em chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp do trong vùng phong tỏa. Các em có thể nhờ người thân ngoài vùng phong tỏa hoặc giáo viên nhận giúp gửi bưu điện cũng rất khó đến được với các em. Kéo dài thời gian xác nhận nhập học tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường Trung học phổ thông gửi hồ sơ của thí sinh qua đường bưu điện, trong đó có giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Sáng ngày 3 tháng 8, thí sinh NVV nhận được hồ sơ học sinh từ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Tuy nhiên lại không có giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xác nhận nhập học vào trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hạn chót trường này đưa ra để thí sinh xác nhận nhập học là ngày 6 tháng 8. Ông Hà Hữu Thạch, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết, trường gửi hồ sơ học sinh qua đường bưu điện với giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chưa chuyển cho trường nên chưa có để gửi học sinh. Nhiều trường khác đưa ra hạn chót xác nhận nhập học vào ngày 10 tháng 8, trong khi nhiều thí sinh cho biết chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra hạn chót nhập học là ngày 4 tháng 8. Ông Nguyễn Minh Hà, hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết do nhiều tỉnh thành áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thí sinh không thể lấy giấy chứng nhận kết quả và ra bưu điện gửi hồ sơ nên trường gia hạn thời gian làm thủ tục trực tuyến xác nhận nhập học đến ngày 13 tháng 8. Những trường hợp không thể ra ngân hàng chuyển học phí trường sẽ xem xét sau khi các em có đơn xin gia hạn. Tương tự, theo ông Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trường cũng gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 22 tháng 8. Sau thời gian này, những trường hợp vì lý do bất khả kháng chưa thể nhập học trực tuyến, được trường sẽ xem xét gia hạn nhưng phải đảm bảo tiến độ gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là giải pháp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cũng như theo công văn mới về điều chỉnh thời gian tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đại diện trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến trường sẽ kéo dài thời gian xác nhận nhập học đến ngày 22 tháng 8 để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Có thể chấp nhận xác nhận bằng ảnh chụp. Ông Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Marketing cho biết vẫn còn khoảng một tuần nữa để thí sinh xác nhận nhập học. Hiện các sở đang gửi giấy chứng nhận cho các trường để chuyển đến thí sinh. Trong trường hợp gần đến hạn chót mà thí sinh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc không thể gửi giấy chứng nhận về trường đại học, thí sinh cần liên hệ với trường để được hỗ trợ. Trường sẽ chấp nhận cho thí sinh chụp ảnh giấy chứng nhận gửi về trường và cam kết đúng sự thật. Trường sẽ đối chiếu bản chính khi thí sinh đến trường. Như vậy, hiện nay các trường đại học đang giải quyết bằng cách điều chỉnh kéo dài thời gian xác nhận nhập học. Thí sinh xác nhận bằng ảnh chụp kèm cam kết nhập học. Trong trường hợp không xác nhận nhập học được, thí sinh liên hệ trường để được hỗ trợ. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn thí sinh đã theo dõi video này, xin bấm đăng ký kênh để ủng hộ hội gia sư Đà Nẵng.